chúng sắp sửa được tiến hành rồi. Xin mời anh sẽ trong 30 năm chúng ta hãy dành cả nước ngay sau đó để trở lại tất cả cảm xúc của bản thân cho dù hiện nay. Lời đầu tiên cho phép anh em nhà công trung tâm tổ chức sự kiện Hương Điện xin gửi đến tất cả quý vị quan khách, bà con lối xóm họ hàng thân quen đã có mặt trong ngày cưới của họ Hải và Ngọc Hiện hôm nay. Lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trở lại với mảnh đất quê hương làng quê xóm 4 Tân Thịnh của chúng ta. Anh em nhà công chúng tôi hai tờ đó thì anh hát ra với quê hương tờ đây, anh hát đó là tôi Năm Tới và bên cạnh tôi phía phải là nhạc sĩ Xuân Hiểu. Và tay trái là một gương mặt mới lạ đến từ quê hương Diên Đồng, tay chồng anh Tuấn hôm nay đã về đây làm chương trình đám cưới cho chú rể Hoàng Hải và cô dâu Ngọc Hiền. Nói thật rằng là trải qua những ngày tháng chờ đợi thì hôm nay chú rể cô dâu Hoàng Hải và Ngọc Hiền đã chính thức lên địa vợ chồng. Hôm nay thời gian đã chính thức dừng lại đúng vào ngày 15 tháng 7 năm 2017, tức là nhằm vào ngày 22 tháng 6 năm Bây Dậu. Một ngày lành tháng tốt mà được đôi bên gia đình kiện chọn. Hôm nay là ngày của hai bạn nên lứa thành đôi vì tình yêu hạnh phúc trăm năm của Hoàng Hải và Ngọc Hiền. Toàn thể quý vị và các bạn trẻ chúng ta đã không quản ngại đường xa xa xôi, công việc bận rộn về chúc mừng cho hai em trong buổi lễ cưới hôm nay một cách long trọng và nồng nhiệt nhất. Xin được đáp lại tấm chân tình đó thì trước hết cho phép MC chương trình được thay lời đôi bên gia đình, thay lời chú rể cô dâu, anh em nhà công, những người đi xây dựng hạnh phúc. Trước tiên là chân thành cảm ơn quý vị rồi, và bây giờ là xin được chúc mừng quý vị chúng ta lời chúc sức khỏe luôn vui vẻ. Chúc tám bài rồi không phải liền chúc mà em ạ, tám bài chọn đời thủy chung. Thưa quý vị, bây giờ có mặt trong hôn trường cưới của nhà trai để chúc mừng cho hai em Hoàng Hải và Ngọc Hiền. Tôi xin bằng phép được giới thiệu, thứ nhất là sự hiện diện của quan viên nhà trai, những vị đại biểu đại diện cho gia đình ông Sơn bà Tư là song thân trùng mẫu của chú rể Hoàng Hải quê ta xóm 4. Xin quý vị ta dành một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh. Về phía gia đình cho nhà gái thì xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quan viên gia đình, những vị đại biểu đại diện cho gia đình ông Tú bà Hiền là đấng sinh thành của cô dâu Ngọc Huyền quê hương xóm 2 Tân Phong. Xin quý vị dành một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh. Vẫn như thường lệ thì chương trình ngày cưới của chú rể cô dâu có được thành công tốt đẹp hay không là nhờ sự góp mặt của bè bạn nam nữ thanh niên thanh niên, bà con lối xóm họ hàng thân quen nhiệt tình đến chung vui chia sẻ ngày vui với chú rể cô dâu. Vì vậy tất cả quý vị đã có mặt tại trung tâm hôn trường rồi, quý vị chúng ta không quên dành một tràng pháo tay cho đón toàn thể hôn trường. Còn bây giờ ai chưa biết cô dâu rồi sẽ biết, ai chưa thấy chú rể rồi sẽ hay. Sau đây xin mời quý vị chúng ta từ phía dưới hướng về đại họa hạnh phúc để chứng kiến sự có mặt của hai nhân vật chính trong ngày đăng quang, hai mái tóc xanh, hai tà áo trắng, hai con tim cùng chung thừa với mộng, đó là chú rể Hoàng Hải và cô dâu Ngọc Hiền. Hai em sẽ đứng lên trước đại họa hạnh phúc để ra mắt chào thân nhân gia đình nhà họ. Buổi lễ thành hôn của hai em Hoàng Hải Ngọc Hiền xin được bắt đầu.
thể đưa rau được của xuống. Thưa quý vị, giờ phút này thì chúng tôi thấy rằng bàn tiệc phía trên các bạn trẻ thanh niên đã nhường lối cho đại biểu đại diện của hai họ, cho nên đây tạo thuận lợi cho đôi bên gia đình trò chuyện và tâm sự trong phong tục cưới của Hoàng Hải và Ngọc Hiền hôm nay. Thì xin mời ban lễ tân chúng ta hãy hướng cho tất cả các bác cao tuổi đang ở trong nhà, chúng ta hãy tiến ra ngay bàn tiệc phía bên ngoài hậu trường chính và đặc biệt là vị trí bàn tiệc phía trên điện. Bởi vì lúc này thì nhân viên lễ tân đã dàn xếp cho thanh niên vào một vị trí, còn lại hai bàn tiệc phía trên thì dành cho đại biểu đại diện của hai họ. Bây giờ thống nhất của hai họ thì đại diện hai họ không ngồi trò chuyện ở bên trong mà hai họ đồng ý ra bên ngoài. Vì thế xin mời đại diện hai họ chúng ta tiến ra bên ngoài ngay vị trí bàn tiệc phía trên ạ. Xin mời anh chị em trong ban lễ tân. Thưa quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói rằng là yêu nhau trong núi cùng leo, ngàn sông cũng nổi, chiều đèo cũng qua. Còn hai bảo rằng là trai khôn thì lấy vợ quê nhà. Nói thật hôm nay đi rất sâu vào một chuyến xe Honda Bu Thần, nên lấy vợ là trong hai thì rất là gần. Cho nên hôm nay Hải đi rất sâu thì chẳng cần đến xe hoa. Tôi thấy rằng là tập đoàn thanh niên của ta diễn viên 2602 và 64 rất nhiệt tình và hết mình và đồng hành với chú rể Hoàng Hải của chúng ta. Một tập đoàn A phòng A mốt Attila kể cả anh trai đã đi đón dâu rất hoành tráng. Và bây giờ cô dâu Ngọc Huyền cũng đã trở về với trung tâm hôn trường cưới của nhà trai, đã cùng sánh vai với chú rể Hoàng Hải. Vậy hôm nay chúng ta tới đây chúc mừng cho hai em Hoàng Hải và Ngọc Huyền. Chẳng có gì hơn bằng tiếng hát lời ca, lời ca mới nói lên được vẻ đẹp của cô dâu và chú rể. Tiếng hát mới thấu hiểu hết được tình yêu tuổi trẻ dành cho nhau. Và hôm nay ngày trọng đại của cô dâu và chú rể, quý vị và các bạn chúng ta cùng hướng về sân đấu gặp gỡ và làm quen với tiếng hát đầu tiên của chương trình. Giọng hát này không thể thiếu vắng trong ngày cưới của Hoàng Hải và Ngọc Huyền. Đó là phần trình diễn của nam danh ca Tấn Lực, người sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta. Mấy em rơm đi quay máu thế máu như mồ.